Trời ơi, ta nói con chim này 3 năm trước, trời ơi, bao la là tiền luôn. 30, 35 cụ giành giật nhau mà mua. Nhớ hồi 3 năm trước có con giống y chang con này luôn. Nhưng mà không vừa bằng cái con này, không vừa bông bằng cái con này. Đó, thấy con lửa bông đầu không? Bông đầu, bông cánh, bông bụng các kiểu luôn. Đó, anh chị em nào có nhu cầu bảo tồn thì cứ ở giùm em cái số điện thoại em để ở dưới cái góc màn hình á, ở phía góc dưới màn hình á đó. Đó chứ đừng có anh Thành ơi em nhắn tin rồi sao không trả lời, trời ơi trời, em chạy đi em thâu chim nữa anh chị em à. Hello, tất cả quý anh chị em rất là thân mến, thì hôm nay em lên một cái clip này coi như là sẽ có 5 con chim thuần cám nha. Cái thứ nhất á, là cái bộ sâu đồ đỏ này bao cho anh chị em mình cắn kẹp nè, đó cả chim cả lồng, lồng không áo nha anh chị em nha. Đó, cả bộ này giá là một chai nha. Đó anh chị em nào mà lấy chim không nha, đó 800 cành, còn nếu mà lấy lồng không á là cái lồng này 400 cành, lồng này rất to nha, lồng này nuôi trời đất đó, lồng form cao để nuôi trời đất á, lồng dạng như kiểu lồng phóng, lồng này lồng Hà Nội nha anh chị em nha. Đó con cái con đầu đỏ này em quay lại thì chắc thể nào có ông anh đó, ông anh ổng cũng thân quen lắm, bữa ổng dặn xong rồi ổng quên lấy anh chị em à, chắc lu bu công việc á cho nên ổng quên lấy đó, bữa nay đăng lại nha. Đó ông anh thân quen luôn đó, chắc bữa nay em đăng lại chắc anh cũng hơi ngại ngại á đó, do là bữa anh dặn anh lấy mà chắc lu bu công việc cuối năm rồi này nọ cái ảnh quên đó anh chị em à. Đó thì bữa nay em đăng lại cho anh chị em mình nha. Đó cả bộ như này anh chị em lấy, bữa cái con này nhiều người hỏi mua lắm, thì bữa có rất là nhiều người hỏi mua nhưng mà em chốt với ông anh rồi ông anh cũng lại quên đó, chắc là lu bu công việc đó anh chị em thấy dạng không. Cái con này em nuôi từ con chim chuyền xanh lên nha. Đó anh chị em mình sang du lịch nè, đó đi dợt rồi đi bẫy rồi chơi banh ghẹ cũng rất ok đó, giống như em nè thấy không, em nuôi em mở cửa em đút cho anh thoải mái luôn đó. Con này thì cám thì anh chị em mình khỏi lo rồi đó, anh cám cám bột nha, cám bột ở nhà em làm đó, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn thì em tặng cho, còn không có thì đi mua cám cám bột chim sâu đồ đỏ của Lê Thịnh nha. Đó thì em cũng mua về đó, cám này nè đó anh chị em nè, con này nó chưa chỗ xong hết luôn nha anh chị em nè, nhưng mà cái nết của nó rất là dữ nha. Đó anh chị em kè chim đồ này nó các kiểu bao cho anh chị mình cắn kẹp luôn đó. Đây là bộ sâu đầu đỏ nha, nguyên một bộ là 1 triệu nha anh chị em nha. Đó bữa em cũng đăng 1 triệu nè, đó bữa nay đăng lại cho anh chị em mình nha. Rồi tiếp theo à, chưa bao giờ em thấy cái cảnh mà coi như là đi mua 2 con chim mà lời được đúng 200 ngàn. Đây hai con than này anh chị em, than này rất là to nè, để em bắt ra cho anh chị em xem nha. Than này ông anh ông nuôi đó, chim này lông mới nhưng mà ông nuôi ông không biết cách nuôi á đó. Đó cái đầu nó hơi hơi chạy nhẹ tí xíu à, đó con than này nè đó, để cho anh chị em mình rẻ nha, đợi xíu em bắt ra cho anh chị em mình xem nha, đợi xíu để em bắt ra. Con này cũng tương đối to lắm nha anh chị em à, cũng tương đối to lắm mà nó hiền lắm anh chị em à, nhưng mà ổng không biết nuôi, ổng treo ngoài trời á, nó nhảy á, nó hơi bị đó, nó hơi bị chạy dài dí xíu ngay đầu nè đó. Với lại cái biết sao con này cũng khá to nha anh chị em nha, con thang này cũng khá to, ổng mới thay lông xong nhưng mà thay lông nó không có sạch nha anh chị em nha, thay lông không được sạch đó. Cái con này á thì đây nè, nó có 2 cái móng này nè, nó nhảy nó bị gãy nhưng mà nó ra lại nha, vẫn còn cái vẫn còn cái để em lấy nét lại coi đây, nó vẫn còn cái cùi nè. Đó, con này á thì không có tật lỗi gì hết và hót cũng treo á, treo lên ở nhà hót nó cũng nhiều nha anh em nha, không có tật lỗi gì hết đó. Thì em đã test rồi, ở trong lồng thì không có lỗi gì hết đó. Hay là bây giờ để em thả vô lồng nha. Đó, em thả nó ra lồng mà nhìn nó cũng khá là to nha. Đó con này một mùa. Nó hót nhiều lắm, ông anh ở nhà ông nuôi á, ông nói là hót nhiều lắm. Và ông đang nuôi á là coi như là cho anh Cám Hiển Bảo Khánh thì phải, hồi nãy ông nói là Cám Hiển Bảo Khánh. Đó, ông nuôi hình như là cho anh chung với lại cái con trời lửa. Đó, đợi đi xíu. Em quay con than này xong rồi em quay con lửa nha. Đó không có tật lỗi gì hết nha anh chị em nha, không có tật lỗi gì hết, nói chung là ổng nuôi ổng treo ở ngoài trời á đó. Đó với lại treo ở cái lồng nó hơi to, nó nhảy nó hơi bị xước xước cái đầu, với lại 2 cái móng của nó dài quá rồi nó nhảy nó bị gãy nhưng mà vẫn còn phao nha, thì cái móng này nó vẫn ra lại được nha anh chị em nha. Đó chân tay là bố bám rất là ngon lành nha, đó không lỗi gì hết đó. Con này em để cho anh chị em, con này em để cho anh chị em mình giá chỉ có 600 cành thôi nha. Đó đi mua 2 con chim lời được mỗi con có 100k mà chạy 8 cây số đó. Cái này thì ông anh thể nào ông xem clip thì ông cũng biết à. Đó đây trước tiên là quay con than trước nha, rồi quay cái con đầu đỏ xong rồi con than xong rồi bây giờ tới con lửa thuần. Con lửa này á thì lông mới nhưng mà đuôi nó ngắn thôi nha anh em nha, đuôi nó ngắn thôi nhưng mà cái con này thì
Ông anh ổng cũng nuôi cho anh Cám Hiền và Khánh nha, đây em cũng mới đổ ra xong đó. Thì cái con này chơi rất là tốt, chơi rất là, nói chung là chơi đập đuôi chạy cầu á. Thì anh chị em nào mà có muốn đi cà phê thi dàn thi thố gì á thì kiếm cái đuôi lao, hai cái đuôi lao tháp vô cho nó dài dài dùm đó, tại vì con này đuôi nó tầm khoảng chừng 18 đó. Con này thì mùa thứ hai rồi, kém cứng rồi anh chị em khỏi bàn đó, chơi hot rất là ok luôn, hồi nãy đi đường nó còn hot nữa mà đó, được không? Con này không có tạch lỗi gì hết nha anh chị em nha. Con này mặt rất là gấu luôn đó, nét coi như là chạy cầu đập đuôi á. Thì cái con này á anh chị em, mà nếu mà anh chị em nào mà có thời gian mà đi thi á, những cái con này nè, đi hội đi cà phê rồi đi thi á, thì kiếm cái cặp đuôi lao nó dài dài, đuôi nó tầm 21 hoặc 22 mình tháp vô đó là mình đi cà phê đi thi rất là ngon lành nha. Ở con này nết chơi rất là tốt, ông nói chơi sàn cầu, họ sàn cầu đập đuôi chạy cầu các kiểu luôn. Con này thì mùa 2 anh Cám là anh chị em thấy không, ông nuôi nè đó, Cám cứng rồi, Cám viên là anh Cám viên nha, Cám Hiện Bảo, Hiện Bảo Khánh đó. Đó, con này thì để em coi 600 600 con này thì 1 triệu 2 nha. Đó, 1 triệu 2 với 600 coi như là 1 triệu 8, ổng đưa em 700 nữa là 2 triệu rưỡi mà em đổi nguyên bộ chồng màu, nói chung là không có lời luôn anh chị em à, không có lời luôn. Đó, cái này giống như là mình giao lưu, mình chia sẻ nhau anh em mình chơi ấy. Đó. Cái này giống như là mình chia sẻ với nhau thôi. Đó, chứ thật sự ra mà nói thì không có lời. Đó, chạy 8 cây số lấy hai con chim. À quên quên, lời được cái lồng. Đó, lời được cái lồng. Đó, quên quên quên. Rồi đó. Con chè lửa hai mùa đó, đuôi 18, nết đập đuôi chạy cầu đó, giá là 1,2 triệu chim không lồng nha, chim không lồng nha, cái lồng này là em lời đó. Còn nếu mà anh chị em mình lấy nguyên một bộ nha đó thì cộng thêm 400k tiền lồng này vô nha. Đó, lồng đang nhốt. Rồi tiếp theo con lửa này của thợ nuôi nha, lửa này đuôi 21 mà đuôi tôm, thợ nuôi nó bị rớt một lao. Thì cái con này thợ nuôi là người ta cho anh Cám bột nha anh chị em nha, cho anh Cám bột. Thì anh chị em mình nếu mà nuôi á, thì về tập Cám viên cho nó đó, hoặc là cho nó ăn, tiếp tục cho nó ăn Cám bột thì cũng được nha. Con này thì hot nhiều luôn rồi đó, tướng à khá đẹp luôn nè, thấy chưa, con này đuôi 21 mà đuôi tôm nha, tướng khá đẹp nhanh chậm nha, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết đó. Nó chỉ có bị rớt một cái đuôi lao thôi, thì chắc nó đang ra lại á. Em cũng không có bắt đó, em không bắt ra. Con này đuôi 21 mà đuôi hơi tôm nha đó, tướng rất là cũng khá mini và đẹp nha. Đó, cũng tương đối là dạng chim nha. Đó, mở hết áo lồng ngồi quay cho anh chị em mình xem nè. Đó, thì anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn cái con lửa đuôi 21 mà bị rớt một đuôi này nè, thì em để cho anh chị em mình giá coi như là đó, anh chị em thấy cái đuôi tôm đẹp không? Con này đuôi hơi tôm đẹp nha. Đây nè, đó. Để cho anh chị em mình giá là 1 triệu rưỡi thôi nha. Đó, về nuôi thì nó ra lông lại thôi, không sao hết. Mà con này thì thợ đang tập cám bột nha. Đây này, để em quay cho anh chị em mình. Nếu mà anh chị em mình khoan khoan đợi chiếu đó, nếu anh chị em mình mà có muốn lấy luôn cái lồng này là lồng lồng 84 hay 80 84 vậy nè đó, thì cộng thêm 800k vô đó, lồng nè đầy đủ phụ kiện ha đó, thì cộng thêm 800k vô đó. Còn chim không là 1,5 triệu nha đó, thợ thì người ta nuôi cho anh Cám bột nha. Đây cám này thì đây là phân này thì nó ỉa là cũng có xíu xíu cám vô rồi nè đó, thì người ta đang nuôi nha. Con này cũng khá là tơ chim nha anh chị em nha, nó đuôi hơi tôm dáng đẹp luôn nha, đuôi 21 hơi tôm đó, dáng đẹp luôn. Rồi con lửa bông rồi nè, con này hồi 3 năm trước mà em bán một con về dưới, em còn nhớ là hồi đó em bán cho cái con lửa mà lúc mà mới bắt đầu kinh tế mà dạng như là phát triển mạnh đó đó, em lấy một cái con lửa bông giống như này nè, mà tới hồi đi bắt 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 nó ra từ trong thùng, bắt ra là phải đi vô trong phòng tắm vô toilet đó, phải bắt nó ra đó. Mà em nhớ mãi luôn, cái con đó là em bán cho anh đó là 25 triệu cái con đó, hình như là anh đó tên tên Tòng ở dưới Bến Tre thì phải đó. Em bán cho anh đó là 25 triệu, xong rồi có một anh trai khác anh trả coi như là 30 triệu. Trời ơi, hồi đó em nói, hồi lúc mà chưa chưa bắt đầu dịch á, hồi cách đây khoảng chừng 3 năm, lúc mà chưa bắt đầu dịch á, trời ơi nói lửa bông là mấy chục triệu giành giật nhau mà mua đó. Giờ là có lửa bông giống vậy mà còn đẹp hơn vậy nữa, đẹp hơn luôn nè đó, để cho anh chị mình coi như bằng cái nửa cái giá mà đợt 2 năm trước em bán thôi nha. Đó, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn thì cứ alo lại dùm em cái số điện thoại ở góc dưới màn hình nha. Đừng có nhắn tin chat chít giống như mấy ông nội trên YouTube, xong rồi nhắn tin anh ơi, nhắn tin không trả lời. Trời ơi trời, em chạy sấp mặt lờ ra chứ ở đó mà trả lời tin nhắn. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.